Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 6, Tô Thanh Lâm, 30 tuổi, quê ở tỉnh Hậu Giang, chở con gái 4 tuổi về nhà mẹ vợ, cách phòng trọ của vợ chồng Lâm thuê khoảng 500 mét. Sau đó, Lâm nói với mọi người là Lâm đã ra tay sát hại vợ mình là chị Nguyễn Thị Nga, 30 tuổi, rồi lên cơ quan công an đầu thú. Con gái của Lâm cho biết, sáng sớm cùng ngày, giữa Lâm và chị Nga có cự cãi to tiếng với nhau. Sau đó, Lâm lấy khăn bịt miệng vợ rồi dùng dao đâm một nhát khiến chị Nga chết tại chỗ. Được biết chị Nga đang làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Còn Lâm làm thợ hồ, tính hay ghen tuông nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Cách đây khoảng 3 tháng, đôi vợ chồng trẻ đã làm đơn ra tòa để ly dị. Nhờ hai bên gia đình khuyên giải nên đôi vợ chồng trẻ quyết định rút đơn quay trở lại sống với nhau. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.